Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Vợ chồng ông bà hân hoan cũng bằng hoàng chết lặng. Ông bà cũng lên đám tang của bà Thu Hoài từ hôm đầu tiên thắp cho người quán cố nén nhang và khẽ cúi đầu tiễn biệt người mà mới đây vẫn ở hai đầu chiến tuyến với mình ông bà mới thấy được cuộc đời ngắn ngủi biết bao sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ bà hân nhìn vào di ảnh của bà thu hoài rồi nói chị hãy yên nghỉ tôi sẽ thay chị chăm sóc bảo ban bọn nhỏ cả hai đứa vẫn là con của chúng ta mọi vấn đề không vui chúng tôi cũng không truy cứu nữa chúng tôi tha thứ cho chị Mong chị yên lòng mà ra đi nhé Vĩnh biệt Mấy ngày diễn ra đám tang bà Thư Hoài Trong số những người con của bà Không ai biết có một cô gái Vẫn luôn tách biệt một chỗ Chốc chốc lại đưa khăn lên chậm nước mắt lặng lẽ Thì thoảng Lại có một chàng trai vận tang phục Đến bên an ủi động viên Khuất sau tấm rèm Cụ bà Thúy Hòa được con gái đỡ ngồi trên giường Đôi mắt ẩn nước Khuôn mặt lại hằn thêm nhiều nếp nhăn một sự mất mát quá lớn làm cho bà kiệt sức. Người cứ vặt vờ như một chiếc bóng. Bà biết, giờ nếu như mình gục xuống thì cái gia đình này sẽ tan nát mất thôi. Và bao nhiêu thứ đã gây dựng trong bấy nhiêu năm cũng sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Không thể được, dẫu có đau buồn thì bà vẫn phải đứng vững. Không thể để cho mọi thứ tiêu tan. Bà biết trong thâm tâm, khi còn sống Thu Hoài và hai đứa con gái vẫn luôn ngấm ngầm đua chen trong cuộc chiến tranh giành gia tài. Chính điều đó mới làm nó ra nông nỗi như ngày hôm nay. Có lẽ, ông bà đã sai khi quá kỳ vọng vào một đứa cháu trai đích tôn. Vô tình điều đó đã làm nên áp lực quá lớn cho Thu Hoài, khiến nó liên tiếp mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Thực ra, làm người giàu không hề dễ chút nào. Có ở trong cuộc bà mới hiểu hết sức mạnh của thứ gọi là đồng tiền. Đồng tiền đúng là bạc bẽo. Khi không có nó, người ta muốn bằng mọi giá có cho bằng được. Thậm chí, dùng mọi thủ đoạn để giàu lên, để khẳng định vị thế của mình với xã hội. Nhưng rồi, tất cả cũng trở thành cát bụi khi họ chết lặng đi, vì có mang đi được đâu. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là phù du, vậy thì tranh quyền đoạt lợi để làm cái gì? Bây giờ, nếu cho bà một điều ước, bà sẽ ước có một gia đình hạnh phúc với đầy đủ các thành viên. Cuộc sống không cần giàu có quá, chỉ cần dư giả với một chút là được, nhưng mọi người yêu mến nhau. Xong điều ước đó mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Chỉ vì cái quan niệm trọng nam khinh nữ mà bà đã góp một phần đẩy cái gia đình này vào thảm kịch như hiện tại. Cuối cùng, người khổ nhất lại là anh Tuấn và Tuyết Mai, hai đứa cháu của bà. Sau khi cúng đầu tuần cho con dâu xong, bà thúy hòa cho họp gia đình một lần nữa cho dù bà con năn nỉ hết lời cũng như cố gắng giải quyết mọi khúc mắc để mong cho con cháu đoàn kết và điều quan trọng nhất là bà muốn tuyết mai dọn về đây ở nhưng cô nhất định từ chối và nói rằng sẽ về thăm bà và mọi người thường xuyên chứ sẽ không ở lại anh tuấn cũng không chịu ở lại bà biết giờ có ép cũng chẳng được vì anh đã có gia đình thực sự của mình chỉ mong sao nhanh đến dỗ đầu của con dâu Bà sẽ lo chuyện trăm năm cho đôi trẻ Tại Nghĩa Trang thành phố Hàng tuần người ta thấy Có một đôi trai gái đưa nhau đến viếng mộ người thân Hôm nay cũng vậy Khi xe vừa dừng lại trước cổng Nghĩa Trang Cả hai bước xuống Trên tay họ là hai bó hoa cúc rất đẹp Dào bước đến một ngôi mộ được xây cất cẩn thận Cô gái đặt bó hoa xuống Thắp nhang Và cả hai chắp tay khấn vái trong khói nhang nghi ngút hiện ra di ảnh của người quá cố và dòng chữ phần mộ cụ tiêu hiệp một lúc sau hai người lại đi sang ngôi mộ bên cạnh đó chính là mộ của bà lê thu hoài đặt bó hoa lên mộ cô gái cất tiếng là con tuyết mai của mẹ đây tuyết rằng con chưa được ở bên mẹ bao lâu thì mẹ đã đi rồi còn có nói gì đi nữa thì mẹ cũng không thể sống lại được nếu được ước con sẽ ước cho thời gian quay trở lại để được là con của mẹ ngay từ những ngày đầu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mong mẹ hãy an nghỉ và buông bỏ mọi tạp niệm để sớm siêu thoát. Con yêu mẹ. Bên cạnh, anh Tuấn cũng lầm rầm cấn vái. Con, anh Tuấn của mẹ đây. Con rất cảm ơn vì 31 năm qua đã được mẹ chăm lo chu đáo nên mới được như ngày hôm nay. Con lại có duyên Khi yêu được con gái của mẹ Xin mẹ hãy phù hộ Và thành toàn cho chúng con Con nguyện sẽ yêu thương Và chăm sóc cho cô suốt đời Cầu mong mẹ sớm siêu thoát Việc bà Thu Hoài mất đi Mọi áp lực dồn lên vai ông Tú Nhưng để gắn kết các thành viên trong gia đình Thì lại phải nhờ đến mẹ ông Bà Thúy Hòa Và thứ đến là Nhật Thạ, em gái của ông Cũng may Là sau rất nhiều sóng gió thì thứ còn lại là tình cảm thiêng liêng của gia đình. Ông không những đã nhận lại được con gái mà lại còn có thêm hai đứa con. Chỉ có phần thay đổi một chút về vai trò của từng người mà thôi. Trước đây, khi thân phận chưa được sáng tỏ, thì anh Tuấn là con ruột và cháu đích tôn của ông bà nội. Nhưng bây giờ thì anh lại sắp trở thành con rể và cháu rể. Âu cũng là con cháu trong nhà. Duy chỉ có tuyết mai là vẫn chưa quen với vai trò mới cô rất yêu quý bà nội, nhưng với ông hình như vẫn còn một điều gì đó e ngại. À. Bây giờ nghĩ lại ông vẫn còn hú hồn. Cũng may là ngày đó dù cho ông đã tiếp cận và tấn công nhiều lần, nhưng Tuyết Mai luôn giữ một khoảng cách nhất định. Và bà Tô Hoài cũng đã xuất hiện đúng lúc. Chính điều đó đẩy cho Tuyết Mai vào tay của bọn du côn. Nhưng lại trực tiếp ngăn chặn được mối hiểm họa loạn đân giữa cha con họ. Ông nhớ như in, hôm làm dỗ đầu cho vợ xong, mẹ ông cũng đã bàn đến vấn đề chia thừa kế cho những đứa cháu. Nhưng chính anh Tuấn lại đứng lên xin từ chối, và Tuyết Mai cũng vậy. Chúng là hai con người cực kỳ tự trọng, chúng ý thức được tiền quan trọng, xong nó không phải là tất cả. Anh Tuấn thậm chí còn đề xuất với bà có thể chia thêm cổ phần cho các chị để họ đỡ thiệt. Ngay khi đó, chính Nguyệt Hà là đứa con cứng đầu nhất của ông, cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Sau cùng bà Thúy Hòa, đành phải dừng việc chia thừa kế lại để suy nghĩ. Trong thâm tâm, ông biết mẹ mình rất có tình cảm với Tuyết Mai. Đứa cháu thiệt thòi ngay từ khi mới sinh ra, và cũng thương anh Tuấn rất nhiều con tạo xoay vần khiến cho chúng gắn kết với nhau thật là một điều vô cùng hạnh phúc. Đúng là trái đất không đứng yên và trong cuộc sống luôn nảy sinh những điều bất ngờ thú vị. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới vậy mà cũng đã qua kỳ rỗ đầu của bà Thu Hoài. Hôm nay, biệt thự ánh dương được trang hoàng rất lộng lẫy bởi sắp có hỷ sự. Kể từ khi đại gia Tiêu Hiệp và bà Thu Hoài qua đời. Đây là lần đầu tiên Ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười Người ra người vào đông như vậy Cũng đúng thôi Hôm nay mới là ngày cưới của Tuyết Mai Cô con gái út của ông bà Tiêu Anh Tú Giới kinh doanh trong thành phố rất ngạc nhiên khi nghe tin này Bởi họ chỉ biết đến cậu út của ông Chứ không hề biết ông còn có một cô con gái này Nhìn con gái lung linh trong chiếc so rê trắng mút Lòng ông khẽ rưng rưng Dẫn con lên phòng thờ thắp nhang cho ông nội và mẹ nó mà người làm cha như ông lại cảm thấy muốn rơi lệ. Tuy không thể khóc như phụ nữ, nhưng sống mũi ông cay cay. Chắp tay nhìn vào di ảnh của cha, ông nói: "Hôm nay là ngày vui của cháu, con mong ba về chung vui và phù hộ cho hai cháu của ba được hạnh phúc." Đoàn quay sang di ảnh của bà Tư Hoài, ông nói với vợ: "Em mỉm cười nhìn con này, có lẽ dưới suối vàng em cũng mong cho con được hạnh phúc phải không?" Anh sẽ thay em làm điều đó Tất cả là lo cho các con được viên mãn đủ đầy Tuyết Mai nghe ba nói mà thấy lòng trào lên một nỗi xúc động vô bờ bến Nhắm mắt lại Cô mừng tượng ra nụ cười và cái gật đầu khích lệ của ông nội Còn mẹ như đang giang tay ôm cô vào lòng Vỗ về cô Như bù đắp lại khoảng thời gian dài thiếu đi tỉnh mẫu tử Khẽ mở mắt ra Khi nghe tiếng ba nói Thôi xuống dưới nhà đi con cũng sắp đến giờ lành rồi đấy Hôm nay con gái ba phải là người đẹp nhất Và hạnh phúc nhất 15 phút sau Xe của chú rể đến đón cô dâu tại nhà hàng Vì các nghi thức đã được thực hiện hồi sáng Nên giờ chỉ có đệ diện nhà trai đến xin dâu thôi Anh Tuấn bước vào nhà với bộ vest rất lịch lãm Trên tay là một bó hoa cưới được kết rất đẹp Ai nấy đều trầm trồ khen chú rể nhìn như một sói ca Giờ đây mối quan tâm lớn nhất của anh chính là vợ yêu của mình. Tuy hai người đã hòa quyện như một, nhưng anh vẫn cảm thấy bồi hồi sao xuyến, y như lần đầu anh tỏ tình với cô ở bãi biển Vũng Tàu. Ông anh Tú dắt tay Tuyết Mai đi ra, mỉm cười nhìn anh Tuấn và nói Bà giao con gái cho con, hãy thay bà chăm sóc Tuyết Mai thật tốt nhé. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Ông nói xong thì những người có mặt đều vỗ tay chúc mừng. Nhìn Tuyết Mai đẹp dạng người như một nàng công chúa, anh thầm cảm ơn trời Phật đã đem người con gái trong mơ đến cho anh. Đám cưới của anh Tuấn và Tuyết Mai được cử hành tại khách sạn Nico, một trong những nơi sang trọng nhất Sài Gòn. Sau màn giới thiệu của MC, anh Tuấn quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức màu đỏ rất đẹp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đã được chính ông nội đạt được pháp cho anh từ mấy năm trước đó là chiếc nhẫn thứ hai anh sẽ trao cho vợ trong ngày cưới không ngờ nó lại chuẩn bị được lòng vào ngón tay xinh xắn của tuyết Mai cháu gái của ông tiêu hiệp và lại được hoán đổi vị trí tình cháu rể quả là một sự hoán đổi rất dễ thương mà không phải ai cũng biết được nội tình sâu xa của nó khẽ cất giọng trầm ấm anh nói làm vợ anh nhé em sẽ là cô dâu đẹp nhất đêm nay anh yêu em tuyết mai cúi đầu cảm động và chia tay ra cho anh tuấn chiếc nhẫn quý giá được lòng vừa khít vào ngón tay áp út của cô ngay sau đó cô cũng lấy chiếc nhẫn của mình đeo vào tay cho anh tuấn cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay tiếng nhạc du dương và tiếng rượu champagne bật mở đèn phụt tắt thay vào đó là toàn bộ ánh đến lung linh ngập tràn sân khấu tuyết mai cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người chồng luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương cô. Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói lý lắc về tinh nghịch. Chúc mừng mày, bạn của tao. Cuối cùng cũng chịu lấy chồng, hơi bất ngờ đấy nhá, quá nhiều điều bất ngờ. Trái đất đúng là tròn, chúc mừng. Đó chính là Mai Lan, cô bản thân của Tuyết Mai. Quay sang anh Tuấn, cô cầm lấy tay Tuyết Mai, đặt vào tay anh rồi giao phó. Chúc mừng anh đã mở được trái tim băng giá của bạn em. Anh hãy chăm sóc tốt cho nó nhé. Chúc mừng hai người. Đoạn cô nháy mắt chiều. Nhanh nhanh cho ra sản phẩm đi đấy. Tôi đăng ký một vé làm xui. Có lẽ ngoài những người thân ra thì chẳng một ai biết nội tình của hai người. Vụ việc hoán đổi thân phận xưa kia Tuyết Mai chỉ chia sẻ duy nhất cho Mai Lan biết. Mới đầu cô còn tròn mắt ngỡ ngàng. Nhưng khi hiểu rõ mọi nguồn và biết bạn mình chưa hề đi xa hơn với ông anh Tú, thì Mai Lan thở phào nhẹ nhõm. Và chúc mừng bạn đã tìm lại được gia đình thực sự. Chẳng ai muốn đời mình gặp chắc chờ trông gai, nhưng nếu gặp thì phải sẵn sàng đón nhận và tìm cách táo gỡ thôi. Cuối cùng sau bao biến cố, thì Tuyết Mai cũng đã được hưởng trái ngọt hạnh phúc. Bước xuống chào quan khách, ông bà hân hoan vánh mắt dạng người, nở nụ cười thân mật đáp lại lời chúc tụng của mọi người niềm vui được nhân đôi khi họ đã có cùng lúc hai đứa con yêu dấu cuối cùng sau bao sóng gió thì đôi trẻ cũng bước đến lâu đài hạnh phúc giờ phút này đây người làm cha làm mẹ như ông bà mới cảm thấy thật sự mãn nguyện trong giây phút trọng đại của con gái ông tú hơi chạnh lòng khi nghĩ đến vợ giá như giờ này có bà ở đây thì có lẽ tất cả sẽ rất hoàn hảo nhưng thôi Âu đó cũng là số phận mà bà phải chịu Giữa hàng ngàn quan khách Ông đặc biệt chú ý đến một người Đó là một người phụ nữ ngồi xe lăn Ngồi ở một bàn nơi góc phòng Trên tay bà cầm một bó hoa hồng rất đẹp Gương mặt rất vui Miệng luôn nở một nụ cười Khi thấy đôi vợ chồng trẻ tin đến bàn của mình Chúc mừng hai con Chúc hai con trăm năm hạnh phúc Chọn đời bên nhau Cô không biết nói gì chỉ biết tặng hai con bó hoa này coi như lời chúc phúc Và cảm ơn hai con rất nhiều Cảm ơn cô ạ Chúc cô luôn hạnh phúc Đó chính là bác sĩ Thù Hải Người đã đỡ ca sinh của Tuyết Mai và anh Tuấn cách đây hơn 30 năm Nhìn đôi chảy tay trong tay Bà thấy lòng mình nhẹ đi nhiều Vậy là cái quá khứ buồn và tội lỗi của bà cuối cùng cũng được tha thứ Nhưng có lẽ cho đến cuối đời Bà cũng không thể nào tha thứ cho mình và cũng không thể nào quên sự việc ấy. Cũng may, hạnh phúc đã mỉm cười và ông trời đã trao yêu thương cho những người xứng đáng. Đêm nay, hai người sẽ hưởng đêm trăng mặt đầu tiên tại khách sạn, rồi sáng mai sẽ đi sân bay để ra Nha Trang, hưởng tuần trăng mặt. Ông Anh Tú muốn cho hai con đi nghỉ Paris, nhưng Tuyết Mai và Anh Tuấn lại thích ở Việt Nam. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thì đêm nay thật là một đêm đặc biệt với ý nghĩa đối với hai người. Tuyết Mai thật quyến rũ trong chiếc đầm ngủ màu hồng. Tất cả như được vô ra trước ánh đèn ngủ mơ ảo và càng làm tăng lên những đường nét quyến rũ của cô. Anh Tuấn đi đến nhẹ nhàng ôm eo Tuyết Mai. Hơi thở nóng ấm của anh phà vào vai khiến cô cười lên rúc rích. Chợt anh thủ thỉ. Sau này em phải đẻ cho anh thật nhiều con nhé. Anh muốn nhà mình sẽ ngập tràn trong tiếng nói cười của con trẻ. Tuyết Mai nũng nịu hỏi chồng. Em sẽ đẻ cho anh hai đứa con thôi, để nhiều mong già, Do anh lại chán em thì sao? Mà anh thích con trai hay là con gái? Một trai một gái cho con nếp có tẻ, em nhở? Tuyết Mai nhéo vào tay chồng một cái đau điếng. Khi ngồi nhỡ, em sinh toàn con gái, giống mẹ thì sao? Anh trêu em thôi Con nào mà chả là con Con nào anh cũng yêu hết Và anh yêu nhất là em Anh sẽ không bao giờ để em Phải chịu bất cứ một áp lực nào cả Chỉ cần vợ chồng mình luôn sát cánh bên nhau Thì mọi khó khăn sẽ vượt qua hết em ạ Tuyết mai hạnh phúc nếp vào vai chồng Một điệu nhạc du dương Trong đĩa nhạc phát ra điệu tango quen thuộc Rất tự nhiên Anh Tuấn dìu vợ vào điệu nhảy Cả hai như hòa và làm một trong đêm hạnh phúc hồng. Tuyết Mai nhắm mắt hững hờ, trong tim đang vang lên tên anh. Một âm hưởng ngọt ngào của sự hòa quyện. Cô thầm cảm ơn trời đã mang anh đến cho cô. Và cô cảm thấy mình may mắn khi không chọn nhầm người. Hai đôi môi quấn quýt không rời. Giờ đây, mọi không gian và thời gian như lắng đọng để nhường chỗ cho đôi trẻ. Môi tìm môi, mắt chìm trong mắt. Đêm này họ là người hạnh phúc nhất Bầu trời đầy sao kia Như một minh chứng cho tình yêu tuyệt vời của họ Những vì sao sáng lấp lánh Như đang chúc phúc cho đôi uyên ương Tuyết Mai nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh Tuấn Cả hai lại chìm đắm trong men xanh tình yêu Và mật ngọt của hạnh phúc nong đầy Ở trong biệt thự ánh dương Ông anh Tú cũng chăn trở không ngủ được Ông thầm nói chuyện với bà Thu Hoài Hôm nay là ngày con chúng ta kết hôn Ở nơi xa Em hãy phù hộ cho các con được hạnh phúc nhé Cười lên Vì cuối cùng Tuyết Mai cũng đã trở về Không những vậy Anh Tuấn sẽ thay vợ chồng mình chăm sóc tốt cho con gái Em hãy yên tâm Phóng bên kia Bà Thúy Hòa cũng không ngủ Mọi thứ cứ như một giấc mơ Đủ hủy nộ ái ố Nhưng cuối cùng sóng yên gió lặng Bà thầm chúc cho đôi trẻ luôn hạnh phúc Và không có một biến cố nào xảy ra với chúng nữa Hai đứa đã phải chịu quá nhiều sự thiệt thòi Bất giác Bà nở nụ cười và nhắm mắt Rồi tưởng tượng ra ở thế giới bên kia Ông Tiêu Hiệp cũng vậy 8 giờ sáng hôm sau Anh Tuấn và Tuyết Mai đã có mặt ở sân bay Sau khi làm xong thủ tục Hai người bước chân lên máy bay Chiếc phi cơ Boeing 777 Mang theo đôi uyên ương bay vút lên nền trời xanh thẳm bên dưới là toàn bộ thành phố với những tòa nhà cao tầng nhỏ dần nhỏ đi trong ánh nắng một trang sống mới đầy ắp tình yêu và hạnh phúc đang mở ra trước mắt họ không hẹn mà cả hai cùng nắm tay nhau nhìn về phía chân trời hôm nay anh tuấn đưa vợ về thăm ba và bà nội nhìn cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của tuyết mai bà hòa mắng yêu cháu gái nhanh nhanh sinh cho nộ một đứa chắc Bây giờ nội còn đang khỏe Vẫn trông con cho con được Mai mốt nội chết là khỏi nhờ đấy Hai vợ chồng nhìn nhau nhuyển miệng cười Thời gian trôi đi Cũng nhanh Chẳng mấy chốc Hai người đã kết hôn được 8 tháng rồi Tuyết Mai đã có bầu được 6 tháng Nhưng vì thai con so Nên bụng cô nhìn rất gọn Được cái cô không hề biết ngén là gì Người khỏe như không Anh Tuấn cưng vợ lắm Ngày mấy lần xoa bụng nữ yêu con hai người kết hôn muộn nên rất mong con bà hân thì không cho tuyết mai đụng tay vào bất cứ việc gì bà vẫn quen chiều như ngày cô còn là con gái của họ hai vợ chồng mới dọn ra ở riêng vì anh tuấn cũng mua được một căn nhà bên quận bình thạnh nhưng bà hân lo tuyết mai có bầu vất vả nên quyết định lên ở cùng hai đứa để chăm lo cho con dâu bà cụ hòa nhiều lần kêu hai đứa về nhà ở cho vui nhưng tuyết mai e ngại vì chưa quen nên nói hoài mà chúng không nghe Nên bà cũng không dám ép Được cái tuần nào Thằng anh Tuấn cũng trở vợ về chơi cả ngày Thành ra Lúc nào bà cụ cũng mong đến cuối tuần Để được gặp cháu Bà cũng muốn chia cổ phần cho mọi người Theo như di nguyện của ông Nhưng ông Tú hỏi ý kiến em gái Và các con Thì đứa nào cũng bảo là chưa cần thiết Đành phải để khi nào bà cụ khuất núi Rồi tính sao vậy với gia đình ông bây giờ Việc đoàn viên hạnh phúc mới là quan trọng nhất Người thà vẫn ở trong bệnh viện tâm thần Cô đã bớt phá phách là hết hơn Nhưng vẫn chưa nhận ra người thân Mỗi lần vào thăm con Mà ông Tú lại cay Cay khóe mắt Vì vừa thương vừa giận Có lẽ đó chính là bài học đắt giá Mà nó phải nhận cho những lỗi lầm Mà mình đã gây ra Đúng là nhân quả không chừa một ai mình làm gì thì đều có trời danh chứng giám chỉ mong cho nó sớm trở lại bình thường là nguyệt hà của ông khi xưa là ông mãn nguyện từ ngày mẹ mất anh thảo có vẻ dần hiểu ra mọi chuyện cô không còn nhìn mọi việc theo chiều hướng cực đoan của nguyệt hà nên cũng đã bắt đầu thân thiết với tuyết mai hơn suy đi nghĩ lại thì con bé vẫn là em út của cô cùng được mẹ sinh ra từ trong bụng chỉ có điều tuyết mai thiệt thòi hơn hai chị gái vì không được mẹ chăm sóc và thiếu đi tình thương yêu của những người thân ruột thịt bù lại tuyết mai được sự nuôi dưỡng của một gia đình nề nếp và họ đã dành cho cô một sự yêu thương vô bờ bến vậy cũng còn may gạt được mối bận tâm về cô em út thì anh thảo lại lo lắng cho nguyệt hà nghe bà nội kể lại mà cô tí xót lòng nguyệt hà vốn đã mạnh mẽ và ngang bướng từ bé giờ lại phải sống trong bệnh viện tâm thần cách ly hẳn với mọi người thì làm sao an tâm cho được nhưng thương em làm vậy xong cô cũng chẳng có cách nào để giúp đỡ em đành phải cậy nhờ các bác sĩ hôm nay anh tuấn chở vợ đi khám định kỳ hai vợ chồng đều thống nhất chọn khám vật sinh ở bệnh viện thăm khám lần nào bác sĩ cũng thông báo tình hình mẹ bầu và con đều khỏe mạnh nên hai người rất yên tâm với họ chỉ cần như vậy là đủ con trong bộ phát triển bình thường và không có gì bất ổn là được yếu tố giới tính với họ giờ chỉ là thứ yếu tuyết mai rất hạnh phúc khi thấy chồng mình không những không yêu vợ mà còn rất tâm lý đặc biệt cô không bị áp lực về giới tính của con nên tư tưởng rất thoải mái lúc này cô nghĩ tới mẹ ruột mà lòng dưng dưng trước đây khi mới biết được sự thật về thân thế của mình Cô vừa sốc, vừa căm thù bà Thu Hoài. Cô đã từng trách bà, tham bát bỏ mâm, vứt bỏ mình từ ngay khi lọt lòng. Cũng chính bà đã khiến cho cô hai lần mất mạng. Nhưng khi bà mất đi, thì bao nhiêu giận hờn, căm ghét đều tan biến. Thay vào đó là sự khao khát tình thương, là thứ tình cảm thiêng liêng của đứa con gái đối với mẹ đẻ. Cô đã không còn trách bà nữa. Giờ đây, khi đã chuẩn bị làm mẹ, cô mới hiểu những áp lực mà mẹ phải chịu. Có lẽ, chính cái quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào nhiều bộ phận người Việt. Khi có bầu, người đàn ông áp lực 5 thì người phụ nữ chịu đựng áp lực lên tới 10. Việc muốn làm tròn thiên chức và đẻ cho chồng những đứa con đủ nếp đủ tẻ thì người vợ nào cũng mong muốn. Chính vì rút kinh nghiệm từ mẹ nên cô và anh Tuấn quyết định hãy thuận theo tự nhiên. Hai người chỉ hỏi bác sĩ về sự phát triển của con chứ tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề giới tính thai nhi và cả hai sẽ hồi hộp đón chờ ngày con chào đời. Cả cô và anh đều nhận định con cái là của trời cho. Đứa con sinh ra cũng là một phần của món quà tạo hóa, nên con nào họ cũng sẽ yêu thương và trân trọng như nhau. ba tháng sau Một mẹ bầu đang được bác sĩ đẩy vào phòng trời sinh. Bên ngoài là ba người đàn ông và một người phụ nữ đã đứng tuổi đứng ở bên ngoài. Cô bác sĩ nữ quay ra động viên người nhà. Cả nhà yên tâm, chờ tin vui của chúng tôi nhé. Một tiếng sau, trên bảng điện tử hiện lên dòng chữ Sản phụ Tiêu Tuyết Mai sinh lúc 9 giờ Năm 2020, bé trai, cân nặng 3,5 Niềm vui như vỡ hỏa, không hẹn Cảm ba người đàn ông đều quay ra đập tay vào nhau, cứ như cách mà họ ăn mừng chiến thắng. Trên khuôn mặt của người phụ nữ nở ra một nụ cười ấm áp, hạnh phúc, nhưng nước mắt bà lại sưng rưng. Thế là, là hạnh phúc được nhân lên gấp bội, niềm vui như thăng hoa. Ông Tiêu Anh Tú quay sang phía Suza và nói Chúc mừng anh chị, chúc mừng con chúng ta sinh nở mẹ tròn con vuông. Ông Hoa nắm lấy tay ông Tú và siết chặt từ nay họ lại có thêm một sợi dây gắn kết bền vững hai ông bố già dường như vui quá mà bỏ quên mất ông bố trẻ con bên cạnh vẫn tiếp tục mạch chuyện anh định đặt tên cháu là cái gì nào phải đặt cho nó một cái tên oách vào đấy nhé tiếng ông hoan cất lên ông tú liền cười xòa đập vào vai ông xui và nói ơ anh quên chính anh mới là ông nội à phần này phải nhường anh mới phải anh Tuấn bước tới nói nhanh như sợ mất phần. Ông nội, ông ngoại mải vui quên mất con à? Lần này con phải nhờ cả hai ông phối hợp đặt tên cho cháu. Bà Hân chỉ biết nhìn cả ba người đàn ông rồi cười nhỉ. Bây giờ mới là thực sự những giây phút hạnh phúc. Ơn sời cuối cùng mọi thứ cũng qua đi. Bà chợt làm nhầm trong miệng. Khi nghĩ tới bà xui của mình. Chị thấy không? Hôm nay là ngày vui nhất của đôi trẻ cũng là ngày vui của gia đình nhà chúng mình chị có linh thiêng thì về phù hộ cho con gái và cháu ngoại nhé yên tâm tôi sẽ thay chị chăm sóc cho chúng nó luôn mạnh khỏe và bình an một năm sau tại biệt thự ánh dương vang lên tiếng cười tiếng nói rộn rã toàn bộ ngôi biệt thự được trang hoàng lộng lẫy có cả một đội kèn tí hon đến tham gia biểu diễn nhiều người bên ngoài tự hỏi không biết hôm nay tư gia có việc gì mà đông vui thế thì ra, nay là ngày gia chủ tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Gia Khánh, con của Tiêu Tuyết Mai và Nguyễn Anh Tuấn. Cậu bé đã bắt đầu lẫm chậm biết đi, miệng luôn nhảy nhuyện cười và luôn bập bẹ ba ba ma ma, rất đáng yêu. Để có được buổi tiệc thôi nôi đầy đủ và vui vẻ thế này, đích thân ông Thú và cụ bà Thúy Hoa phải thúc phục mãi ông bà Hân Hoan mới đồng ý tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu ở nhà ngoại. Thôi thì hai nhà đã như một rồi. Hơn nữa, cụ bà cũng đã yếu. Đi xa mệt mỏi cũng không tiện. Nên họ thống nhất mừng thôi nôi cho bé ở đây. Thành viên trong gia đình rất đông đủ. Ngoài hai người đã khuất thì chỉ thiếu đúng Nguyệt Thà đang ở bệnh viện mà thôi. Mọi người đang vui vẻ đùa giỡn với bé Gia Khánh. Thì có nhân viên bưu điện mang quà đến. Khi mở ra ai cũng ngạc nhiên. Vì tên người gửi đề là bác sĩ Thu Hà đó là một hộp đồ chơi, ô tô có điều khiển rất đẹp. Một tấm bưu thiếp rơi ra ngoài. Tuyết Mai nhặt lên xe và đọc to cho cả nhà cùng nghe. Thương tặng bé Gia Khánh, món quà nhỏ nhân ngày lễ thôi nôi của con. Chúc con luôn may mắn, giỏi giang như ba mẹ của mình. Chúc cho gia đình nhỏ Tuyết Mai Anh Tuấn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Bác sĩ Thu Hải Khi tiệc tan, khách khứa về hết, Anh Tuấn mới quay ra và nói với vợ. Bao giờ ra Khánh được 2 tuổi nhỉ? Khi đó đại gia đình mình sẽ đi biển một chuyến Con nhớ biển lắm rồi Đến đó con sẽ chỉ cho cả nhà nơi con đã tỏ tình với cái Cô vợ con bây giờ như thế nào đấy Tuyết Mai cũng hào hứng và nói Con cũng thích thế Mà công nhận cái anh bác sĩ này lãng mạn ghê mẹ Nhìn xung quanh người ta toàn dao kéo Cứ tưởng khô khan Ai dè là một anh chàng vô cùng lãng mạn lại nói thêm về anh Tuấn, hiện tại vẫn làm ở viện tim, nhưng đã là một bác sĩ trưởng khoa rất triển vọng, vì anh vừa giỏi chuyên môn, lại là một bác sĩ có tâm với người bệnh, nên luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp trong bệnh viện yêu mến. Tuyết Mai giờ đã trở thành một giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học phổ thông chất lượng cao của thành phố. Họ đúng là một mẫu gia đình đáng mơ ước của nhiều người. Một sức sống mới đang lan tỏa và tràn ngập nơi đây, không ai bảo ai tất cả những người trong căn phòng ấm cúng đều nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn quay ra khánh vào giữa họ đều cất vang lời ca mừng sinh nhật thành viên bé nhỏ đâu đó ở một thế giới song song có lẽ hai thành viên còn lại cũng đang dõi theo họ và cầu mong cho con cháu của mình được bình an và hạnh phúc quý vị và các bạn thân mến vậy là hồng nhung vừa kết thúc tập mười hai và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề hai mảnh đời nghiệt ngã được viết bởi tác giả việt nga đến đây thì chúng ta cũng đã đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện này à, ngày mai thì hồng nhung sẽ hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một bộ chuyện mới hy vọng là quý vị và các bạn sẽ lắng nghe cùng với hồng nhung nhé hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ một video nào trên kênh còn bây giờ thì hồng nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị